Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây nên dự báo trong hôm nay ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ. Chỉ có các tỉnh ven biển phía Đông như tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định là những vùng mà tác động của thấp nóng giảm hơn, vì thế nhiệt độ ở mức từ 34-35 độ. Mức nhiệt không quá cao so với đỉnh điểm của mùa hè, nhưng không khí oi bức lại bao trùm hầu như cả ngày và đêm. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 11-17 giờ. Sau đó từ đêm nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên khu vực Tây Bắc, Việt Bắc sẽ bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 19 tháng 7, mưa dông mở rộng ra các tỉnh miền Bắc, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Dự báo mưa dông sẽ kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 7, trong đó trọng tâm mưa tập trung vào ngày 19 và ngày 20 tháng 7. Nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh thành phố miền Trung, trải dài từ khu vực các tỉnh Thanh Hóa trở vào cho đến tận Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế còn chịu thêm tác động của hiệu ứng gió phơn nên nhiệt độ tăng cao lên mức từ 38-39 độ, trời nắng nóng gay gắt. Chỉ riêng các tỉnh Nam Trung Bộ và từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận không nằm trong vùng tác động của gió phơn và thấp nóng, nên dù cũng có nắng nóng cả ngày nhưng không đạt ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở đây dao động từ 33-34 độ. Dự báo từ đêm ngày 20 tháng 7, các tỉnh miền Trung cũng đón một đợt mưa dông mới, trong đó thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Đợt mưa dông này ở miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày cũng phổ biến ít mưa, trời có nắng, nên nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên duy trì trong ngưỡng từ 29-32 độ, còn tại Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 32-34 độ. Sau đó đến chiều tối, khi lượng ẩm mà gió Tây Nam tích tụ được đủ sẽ khiến mây đối lưu phát triển gây ra những cơn mưa dông. Trong đó ở khu vực các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng hay là một số nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng phổ biến từ 10-30 mm. Trên biển, theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, trong những ngày cuối tháng 7, trên vùng biển Đông Bắc Philippines sẽ hình thành một cơn bão có cường độ mạnh với tên dự kiến là Sông Đà. Tuy nhiên, do mới chỉ là dự báo xa, nên diễn biến của bão còn có thể thay đổi trong nhiều ngày tới, không loại trừ khả năng bão sẽ di chuyển vào Bắc Biển Đông nước ta. Vì thế, vẫn cần phải theo dõi thêm trong thời gian tới. Diễn biến của cơn bão này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của kênh.